Cũng rất là gần sân bay các chị đúng không? Đi một tẹo đã đến nơi rồi, rất là gần sân bay. Và quận này thì đang thiên đà phát triển rất là mạnh. Thì đây là quận Tân Bình. Cái phường mình đang đứng đây là phường gì ạ? Quận Tân Bình, phường 7. Như đường Cộng Hòa. Về cơ bản chúng ta đang đi là đường gì ạ? Đường Cộng Hòa. Thì cách đây không xa sẽ là gì ạ? Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập ngày 30 tháng tháng mấy nhỉ? Tháng 4 năm 1975 đúng không nhỉ? Những cái sự kiện rất đặc biệt thì các anh chị có thể ở ngày kia nếu mình có thời gian thì có thể mình sẽ tham quan Dinh Độc Lập. Thế còn lại thì tôi sẽ thông báo về lịch trình cho cả nhà biết trong cái ngày hôm nay được không ạ? Mọi người đã khỏe chưa? Nếu mà ai đó còn mệt mỏi thì hãy ngậm 0362 ạ. Đúng rồi, ngậm 312 036 hoặc là gì ạ? Sữa Chúa hoặc là C đúng không nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ xuống nhà hàng Mekong River, một trong những nhà hàng rất là đẹp của cô Nhi. Đây là một trong những nhà hàng nằm mặt tiền của sông Hậu, sông Tiền Giang đó. Và ngắm cái cầu vượt Tiền Giang do cái người Việt Nam mình thiết kế và xây dựng, gọi là cầu Tiền Giang. Thì mình sẽ hướng lên cầu đó là cầu Rạch Miễu và cái sông Tiền. Thì sau đó mình ăn cơm ở nhà hàng này. Ăn cơm lúc khoảng chắc là đến nơi khoảng 11 rưỡi 12 giờ kém mình sẽ đến nơi. Thế sau khi ăn cơm xong, các anh chị đến, các anh chị có thể check in ở đó. Ở đó có rất nhiều cây lô hội đẹp, các anh chị có thể chụp ảnh. Hoa lan cũng có. Có bờ sông rất đẹp. Thì các anh chị có thể gì ạ? Mình chụp hình ở đó. Ok ha. Và rồi thì sao ạ? Mình ăn trưa ở đó. Mọi người tập trung chưa? Ở phía dưới nghe rõ không ạ? Rồi ok. Sau đó thì mình sẽ lên thuyền, lên ghe và mình sẽ yêu ạ. Đi thăm gọi là Cồn Phụng. Mình sẽ đi thuyền. Các anh chị nào thích đi thuyền ạ? Giơ tay nói tôi ạ. Tôi. Yeah. Các anh chị đến Cồn Phụng và đây là một cái cồn ở giữa dòng sông. Và nếu các anh chị nào thích tắm ở ao thì cứ chuẩn bị quần áo và tắm sao. Được chưa nào? Sẽ rất là nhiều những cá và ở đây thì có thể có cá sẽ massage thân cho các chị. Nếu mà nào các chị mà là tắm ở trong cái mình ngâm cả sâu thì nó rỉa càng mạnh. Đấy, các chị nào mà càng bị nhiều da chết này hoặc là mấy ngày không tắm thì cá nó sẽ bầu rất là nhiều. Thế do thì chúng ta sẽ đi ạ, trong cái buổi chiều ngày nay chúng ta đi đâu ạ? Đi Cồn Phụng. Sau đó sao ạ? Chúng ta sẽ đi thuyền tiếp tục đi xuồng về cái tòa nhà đó là cái nhà Việt Nam House, cũng là của cô Nhi. Thì cái khu này là một khu rất là đẹp. Thì tiếp tục đi thuyền về đâu ạ? Việt Nam House. Sau đó thì các anh chị ơi, sau đó thì mình sẽ có xe túc túc sẽ chở các anh chị sang Forever Green Resort. Mình sẽ không lên xe này nữa. Bác tài sẽ chở hành lý của anh chị về luôn đâu ạ? Về luôn khách sạn, không cần phải chào cả nhà nha. Không cần phải hello. Thì đó là lịch của gì ạ? Buổi chiều ngày hôm nay. Chào anh Cương nha. Rồi, anh này mải livestream quá đúng không nhỉ? Thế còn lại thì xong buổi tối ngày hôm nay thì nếu có thể thì chúng ta sẽ bơi, nếu mà kịp thì chúng ta sẽ tắm bể bơi với nhau. Các chị hiểu? Bể bơi, chúng ta để bể bơi, chúng ta sẽ tắm bể bơi trong cái buổi tối ngày nay nếu kịp. Còn nếu không thì sáng mai nhà mình dậy sớm và đi tắm với nhau nhá. Nhưng mà tốt nhất là tắm gì ạ? Chiều nay được là very good, là tốt nhất. Buổi tối chúng ta sẽ ăn tiệc tại Forever Green Resort, cũng là cái khu resort rất đẹp của mình. Thì tối nay mình sẽ ăn cái khu nghỉ dưỡng, ăn ở tại cái khu đó. Buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ có ngày buổi đến trưa ngày mai chúng ta sẽ tập trung ở đó thôi. Thì đến sáng ngày mai thì chúng ta sẽ chơi, tham quan và nghỉ dưỡng, chụp ảnh, thăm tất cả những nơi ở khu Forever Green Resort và đi dạo trong Bến Tre. Thì lịch của chúng ta là về căn bản sẽ là gì ạ? Là như thế, để cho các chị nhờ. Thì rồi chiều tối mai thì chúng ta sẽ trở về Sài Gòn. Rồi thì chúng ta nhận phòng. Rồi thì tối mai chúng ta sẽ đi bộ thăm công viên Nguyễn Huệ, một trong những đường đẹp nhất, đường đi bộ đẹp nhất Sài Gòn. Còn nếu các chị nào mình thích lên cái tòa tháp 81 tầng 85 tầng ạ. 81 hay 85 ạ?
Ở 81 tầng chưa ạ, đúng không? Tòa tháp cao nhất Việt Nam, uống cà phê thì các anh chị cứ chuẩn bị khoảng 500. Tôi dẫn các anh chị đi. 500 hoặc là 300 gì đó, thì một ly cà phê các anh chị lên đó, các anh chị check in. Ta đang đứng ở tòa tháp ở nhà gì ạ, nhà cao nhất Việt Nam mình. Được nhỉ? Thì các anh chị sẽ check in ở trên đó, được không nhỉ? Rồi thì sáng ngày kia, sáng ngày 15 thì chúng ta sẽ có một cái lịch, đó là sẽ uống cà phê, mình sẽ dạo phố. Các anh chị nào thích đi mua sắm thì auto. Và chúng ta có buổi học ở tại công ty, thì chúng tôi sẽ cụ thể sẽ thông báo lại với tất cả các anh chị. Chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt tại sáng 15 tại công ty. Và đến chiều 15 thì chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là sinh nhật kỷ niệm 17 năm Forever có mặt tại Việt Nam, cũng ăn tiệc luôn trong cái bữa sinh nhật đó. Được chưa nào? Anh chị nào được lên cấp thì có thể là được đăng ký với ban tổ chức, thì các anh chị sẽ được trao huy hiệu và pin trong cái chương trình trao huy hiệu ngày mai. Được chưa nào? Ngày kia. Rồi buổi tối ngày kia thì chúng ta nên đi chơi tiếp. Được chưa nào? Được chơi tiếp ở Sài Gòn. Rồi sáng ngày kia thì chúng ta sẽ đang lên lịch, thì có thể chúng ta đi xem Suối Tiên hoặc Đầm Sen. Và buổi chiều tối ngày kia chúng ta sẽ về. Được chưa nào? Thì lịch của chúng ta là căn bản là như thế. Các anh chị sẽ mấy ngày mình sẽ rất là bận bịu. Các anh chị cần có sức khỏe, cần phải tập trung. Và chúng ta cùng trải nghiệm những cái cảm giác mình đi chơi nó thật là vui vẻ. Cái lo gì thì chúng ta đã mấy ngày vừa rồi chúng ta cũng làm việc, trong thời gian vừa rồi các anh chị làm việc rất là chăm chỉ và các anh chị cũng đã hoàn thành rất là nhiều những công việc. Thì mình đi chơi thì tâm hồn của mình hay tập trung cái điều ạ. Đi chơi là chính, đúng không nhỉ? Tâm hồn của mình là đi chơi cho nó vui. Thế do vậy thì các anh chị hãy làm sao để mà bám đoàn. Các anh chị nhớ nhá, bám đoàn. Rồi thì đi đúng lịch. Tránh, bởi vì sao? Một người trễ là sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại. Và nếu trễ quá mà đợi lâu quá là không được, là chúng tôi phải bỏ rớt lại. Bởi vì sao? Tất cả những gần 45 con người không thể đợi một người được. Thế do vậy thì chúng tôi sẽ yêu cầu các anh chị là bám lịch. Các anh chị nào chưa vào trong cái nhóm du lịch thì các anh chị vào và bật bờ gờ lên. Mọi thông tin thêm chúng tôi sẽ gì ạ? Truyền tải thông qua cái nhóm đó. Và các anh chị cần bám những người trưởng đoàn, những người đi cùng các anh chị, bám những người mà đầu nhánh ấy, những người tổ chức ấy, thì mình hết sức là để chú ý cái này về bám đoàn. Được chưa nào? Thì một lát nữa thì khi mà xuống Mekong River thì có thể mình sẽ chụp một, nếu mà mát mát trời thì mình xuống mình chụp ngay một bức ảnh cho nó kỷ niệm, cho nó đẹp. Rồi mình vào mình gì ạ? Ăn cơm luôn. Được chưa nào? Thì lịch trình là như thế. Thì mọi người đã nắm được chưa? Ăn cơm xong khoảng mình ăn cơm xong mình nghỉ ngơi khoảng từ lúc ăn cơm đến lúc mình sẽ ra tàu để mình đi, chúng ta có khoảng 45 phút để chúng ta làm tất cả những điều đó, chụp ảnh này, check in này, đi vệ sinh này. Nếu mà ai mà không biết chỗ vệ sinh nào thì nhờ anh Duy sẽ giới thiệu dẫn cho. Ok ha. Còn lại thì rất là nhiều cảnh đẹp, các anh chị cần phải tận dụng. Mình có cái cảm giác ăn uống mình ăn đương nhiên tốc độ thì nó vừa, không cần nhanh lắm, không cần chậm lắm. Nhưng mà sao tranh thủ mình có nhiều bức ảnh đẹp đấy anh chị nhỉ? Mình cũng phải có thờ có thiêng chứ, đúng không nhỉ? Phây bây giờ rất là quan trọng trong vấn đề làm ăn của mình, đúng không nhỉ? Thì các anh chị cần đưa nhiều hình ảnh lên, đúng không anh chị nhỉ? Thì mình sẽ chụp ảnh thật là nhiều, được chưa anh chị ơi? Thì tất cả đó là lịch trình trong cái buổi ngày hôm nay. Thì xin được chúc cả nhà mình một chuyến đi thật là vui vẻ, thật là nhiều niềm vui. Và chúng ta sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau, đúng không anh chị ơi? Còn tối mai nếu các chị nào mà muốn hai người một phòng thì đăng ký trước ban tổ chức để chúng tôi, tức là các anh chị nào muốn ngủ cùng nhau đó thì đăng ký trước để ban tổ chức còn chuẩn bị, được không nhỉ? Thì sơ sơ như thế. Thì không biết là anh chị nào có câu hỏi hay ý kiến gì không ạ? Mọi người muốn ngủ nghỉ ngơi hay là muốn được nghe hát bài ạ? Nghe hát bài ạ. Nghỉ ngơi hay hát ạ? Vui xe. Thế thì ngay bây giờ tôi sẽ mời một ca sĩ rất là nổi tiếng. Tôi thì không nổi tiếng nhưng anh này thì rất là nổi tiếng. Anh ấy có nhiều bài hát về tình yêu rất là lãng mạn và trữ tình, ngọt ngào, cũng có lúc thì thất tình, lúc thì tình yêu bay bổng.
và thực sự giọng hát của anh ấy mà những cái cô gái nào mà đang yêu hoặc là chưa yêu hoặc chỉ cần được nghe thôi đã thấy cảm thấy thổn thức và sung sướng. Và cũng tin rằng anh này sẽ hát cho mọi người một bài hát rất là hay. Xin mời ca sĩ Khắc Cường ạ.